Nhiều năm qua, hoạt động sản xuất của công ty môi trường Thanh Tùng 2 và công ty môi trường Thiên Thanh đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bất bình trong quần chúng nhân dân địa phương. Trong đơn kêu cứu gửi tới tòa soạn Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn, hàng trăm hộ dân tại tổ 7, 8, 12 và tổ 15 ấp 4 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết, hơn 10 năm qua, họ luôn phải sống và hít no khí thải khét lẹt được thải ra từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Tùng 2 và công ty cổ phần môi trường Thiên Thanh. Nhiều hộ dân do không chịu nổi môi trường ô nhiễm nên đã phải bán cửa nhà, di chuyển đi nơi khác. Sau khi nhận được đơn kêu cứu của người dân, phóng viên môi trường.net.vn đã về địa phương tìm hiểu sự việc. Qua thực tế, người dân phản ánh là hoàn toàn đúng sự thật. Nhìn những dòng khói đen kịt cuồn cuộn như vòi rồng được thải ra môi trường, chúng tôi không khỏi xót xa cho cuộc sống của người dân nơi đây đang bị đe dọa như thế nào. Theo quan sát của phóng viên, hiện nay vị trí hai nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại của công ty môi trường Thanh Tùng 2 và công ty môi trường Thiên Thanh nằm cách nhà dân gần nhất 50m, xa nhất khoảng 500m. Trong những ngày gần đây là nói thật mấy anh nghe chưa, mỗi ban ngày thì mùi hôi thối xe chở đổ dông dãy theo đường. Một phần thì nếu mà có thuận gió thì ở trong bãi rác nó bốc hơi trở ra. Ban đêm từ 7 giờ tối là cái mùi rác thải chất thải nguy hại nó bay ra. Mùi hóa chất nó bay ra lại không thể ngửi được. Nó nồng nồng cay cay mà không thể. Trời nóng nực muốn ngủ muốn mở cửa cũng không được. Dù khói đen có, khói trắng có. Khi mà mấy ông đốt rồi, chui thật đây nè, lên đầu dốc đây nè, nhìn vào, lên cái đầu dốc trên cái xăng tí xíu, nhìn vào là trong khu vực đó là hình như là nó 5 cái ống khói hay 6 cái ống khói gì, hai khu xử lý đó, hai khu vực xử lý đó là 5-6 cái ống khói gì đó, nó lên vừa khói trắng vừa khói đen, mình không biết, cái trong cái chất này là nó, tôi là người làm bình ắc quy cũng mười mấy năm trời, nhưng cái nồng độ axit tôi xin lỗi, thấy nó còn dễ ửa cái này không thể ngửi được, cái mùi gì tôi không biết nữa, vì khoa học bio nó gọi là cái mùi gì tôi không hiểu, cũng bị mà không đóng cửa cũng bị. Nếu mình quạt cái lấy cái quạt ở đây tống ra đây thì nó sức gió bên ngoài kia nó hút vô, nó cũng bị mùi hôi. Mỗi lần mà mùi hôi nó ra là tôi đóng hết cửa sổ, bao nhiêu cái quạt trong nhà là tôi quay đủ hướng hết, những cái chỗ bông gió rồi cái tôi quay ra để thổi mà không được, nó hôi là nó vẫn hôi. Khi nào mà có cái luồng gió đẩy đi nó hướng khác rồi thì nó mới hết, còn mà trúng luồng gió nhất là buổi sáng là nó ra cái hôi cái khói nó ra nó cũng như là sương mù, trời ơi, khủng khiếp lắm. Tôi là bản thân tôi nè, cái mũi tôi là mấy năm nay là bây giờ là nó ra máu luôn, nó ra máu, nó bị viêm son, viêm mũi, viêm họng, nó nói đủ thứ chuyện hết trơn. Thí dụ bây giờ tôi là người dân bình thường thôi, về luật pháp mình cũng không nắm vững nè, mình không hiểu hết nè đó. Bây giờ ở tỉnh hay là thành phố hay là trung ương, việc cấp phép cho men để mà xây dựng lên những khu xử lý rác này, mấy anh đâu có dựa vào những cái giấy phép đó mà hủy hoại môi trường được. Mình bảo vệ môi trường mà, cấp phép cho anh để xử lý rác để bảo vệ môi trường, chứ không phải cấp phép cho anh mà anh đưa rác về đây anh hủy hoại môi trường, cái đó là tôi không đồng ý. Mà tôi yêu cầu cơ quan chức năng phối hợp với cùng chính quyền địa phương xử lý làm sao cho những khu xử lý rác này đó xử lý đúng theo tiêu chuẩn xây dựng đó, chứ còn bây giờ mà cứ làm cho trôi qua về không khí ô môi trường càng ngày nó càng ô nhiễm nghiêm trọng lên. Tôi nói thật chứ thời gian trôi qua đây là sức khỏe bà con mình như thế nào không biết, dần dần nó sẽ sanh ra nhiều cái chứng bệnh gì, riêng tôi này, cả gia đình tôi này giờ son nhà thì hay đi giao cám đi qua lợi, nhất là Thanh Tùng, mỗi lần đi vô đó về là tôi nói cái mũi tôi nó cứ nhức hết đầu, vừa nhức đầu mà vừa sổ mũi, nhức hết đầu luôn cái mùi keo của nó. Sáng mở cửa coi như mấy đứa cháu nó đi làm công nhân á, mình mở cửa ra là nó bay mùi chịu không nổi luôn. Mấy đứa con thì nó cũng bị viêm son gì đó, nhưng mà thường thì giấc tối á làm như sương xuống như sáng, lại sáng sớm mở cửa ra thì nó bay mùi dữ lắm. Mấy năm trước là trời mưa đó, đã trong cống đó, nó sổ ra đây nè. Cái cỏ đằng trước tôi là nó vàng, đỏ luôn á. Nó vàng mà đấy mình lấy tay quẹt nó là có cái chất gì nó bám vô á. Nó đỏ xám xám. Nói chung thì bây giờ mấy công ty ở đây thì nói chung thì cũng da vô nghe mùi nó cũng hăng khó chịu lắm. Cũng không biết sao nữa. Giờ thì ở đây thì cũng mong làm sao để nó cho cái mùi nó đỡ bớt lại thôi, chứ ra vô con cháu sau này là bảo là không ảnh hưởng rồi đó. Cái mùi nó dứt nồng dứt hăng, đêm mà tới nha nó xả mà cái khói nha, ban ngày nó nhận nó khói mà nó vô già một cái chịu không nổi, đi lên hoài vậy.
nói hết người này cũng kêu người kia đó, cũng vô ầm ầm, cũng kêu dân rồi có kiến nghị đồ. Bây giờ nó dân rồi đó, năm ngoái đè thằng đầu rắn mà cái người mà kêu đi hỏi thăm đó, đè hai cha con đó đập, bây giờ nó dân, bây giờ là im thinh luôn, đâu ai mà dám nói một tiếng nào. Thậm chí giờ nó xả rồi nước rồi da rồi nước nó đen cuôn cá, không còn một con nào sống được đó. Bây giờ cái thằng này khi đi vào hoạt động, ba cột khói của hai công ty đua nhau xả khói đen kịch cuồn cuộn như vòi rồng ra môi trường. Do hít phải khí thải của hai công ty này, chúng tôi cảm thấy khó thở, hoa mắt, chóng mặt, rất khó chịu. Ngoài ra, người dân cho biết bên cạnh khí thải ô nhiễm, nước thải không được hai công ty xử lý theo quy định mà cho thải trực tiếp ra môi trường. Những dòng nước màu vàng như gạch cua bám, nước chảy đến đâu là cây chết héo, các sinh vật nơi đây không còn khả năng hồi sinh. Riêng cái công ty môi trường Thái Tùng á, thì nó hoạt động ngay chắc khoảng 5 năm, 4, 5 năm. Dạ. Thì trong quá trình hoạt động á, thì khí thải thì cái mùi thì rất là ảnh hưởng tới dân. Dạ, cái mùi nó nếu mà những cái ngày mà thời tiết mà mưa dầm mà sáng oi, không khí nó bị động á, thì rất là ảnh hưởng tới dân, và những cái hướng gió ra là ảnh hưởng tới người dân. Còn về công ty Thiên Thanh thì nó mới hoạt động lại đây thì khoảng chừng một năm thôi. Dạ. Thì với quy mô thì cái Thiên Thanh thì nó nhỏ, còn quy mô Thiên Tùng thì rất lớn. Rồi cái lượng mà đốt xử lý mà rác mà không thể xử lý được để đưa qua khu đốt á, thì thấy khối rất là nhiều, kiến nghị rất là nhiều. Và xã cũng làm văn bản kiến nghị lên phòng tài nguyên môi trường, thì cũng có những đợt kiểm tra, còn xử lý như thế nào thì bên đây cũng không nắm rõ. Mình thấy cũng không tiến triển gì. Mùi thì vẫn rất là hôi. Dạ. Cái mùi của Thanh Tùng, riêng công ty Thanh Tùng thì xử lý về cái mảng là hóa chất, chất thải nguy hại. Thì cái mùi hóa học, mùi keo á, đại loại là mình cái mùi hóa học thì nó rất là nặng. Rồi đi ngang công ty thỉnh thoảng ra tới khu vực cây xăng ấp 4. Một số hộ dân nó vẫn kiến nghị rất là nhiều lần, gọi điện rất là nhiều lần để kiến nghị vấn đề là cái mùi của nó. Đối với chức năng quản lý nhà nước của xã thì chỉ có là mình giám sát. Đồng thời là khi mà nắm được thông tin thì tôi sẽ kịp thời báo cáo. Thứ nhất là vừa qua là mùi khét là nó không nhiễm. Thứ hai là cái nguồn nước nó ô nhiễm. Nhưng mà xã phát hiện những trường hợp như thế thì xã đã báo cáo kịp thời cho công an cấp trên. Đồng thời là ngoài hai công ty này thì trên địa bàn của xã mà ảnh hưởng cái nguồn nước ở đây đó, là nó có một cái cơ sở sản xuất nhựa nằm bên địa bàn xã Trạng Bom, thì xã cũng đã lập hồ sơ và có báo cáo kiến nghị lên tỉnh. Sở Tài nguyên Môi trường đã kiểm tra trong tháng 8, đó cũng là một phần gây ô nhiễm cũng nguồn nước ở đây. Cái biên bản kiểm tra thì xã cũng đã làm cùng với các đơn vị liên quan, trong này nó có cái phần mà phối hợp của huyện này, của tỉnh, các cơ quan chuyên môn, thì chút xíu nó cần thiết thì bên em sẽ cung cấp cho bên anh cái nội dung làm việc có biên bản kiểm tra hiện trạng đây. Cái này là về mặt quản lý địa phương á, thì thực chất á, đối với cấp xã của em là mình chỉ có phát hiện và báo cáo thôi. Chứ nếu để xử lý thì cái chức năng của xã là nó gần như là không có đối với doanh nghiệp quy định phân cấp. Thì đối với chức năng quản lý địa phương là như thế thôi. Chứ còn nếu mà để mà xử lý thì nó vượt ngoài cái thẩm quyền. Kể cả mà đánh giá ví dụ như về cái độ ô nhiễm hoặc là về cái nguồn nước cái thứ, thì khi mà lấy mẫu thì phải là chi cục. Thì báo anh này, tôi thì cũng mới về đây công tác từ đầu năm đến giờ. Ví dụ như trước kia thì cái này chắc tôi phải trao đổi lại với anh em. Thực tế là chưa có nắm như giai đoạn trước anh em làm thì tôi không nắm hồ sơ, nhưng từ lúc tôi về đây đến giờ, từ đầu năm đến giờ thì chưa có xử lý. Việc mà thứ nhất là phát hiện cái nguồn khói đen này, nếu mà nó nhiều, với lại thứ hai là cái nguồn ô nhiễm nguồn nước, thì nói chung là đối với cấp xã thì chúng tôi là sẽ kịp thời báo cáo cơ quan cấp trên. Còn về đánh giá mà nó có đảm bảo hay không thì nhìn thì chúng tôi không thể nào mà dám đánh giá là nó có đạt hay không. Theo tìm hiểu, hai công ty môi trường Thanh Tùng 2 và công ty môi trường Thiên Thanh được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép hành nghề vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. Điều đáng nói, qua thực tế, công ty môi trường Thanh Tùng 2 làm cống ngầm đầu nối nước thải ra suối thoát nước riêng. Nhìn phía ngoài, nước thải có màu vàng. Người dân cho biết, thời điểm không mưa, nước thải ra vàng khè, mùi rất hôi, cá không sống nổi.
Ngoài ra trước đó, ngày 2 tháng 1 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai nhận được thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường về việc người dân tại ấp 4 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu phản ánh nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại của công ty Môi trường Thanh Tùng 2 và công ty Môi trường Thiên Thanh thải mùi hôi thối, khó chịu, làm ảnh hưởng đến người dân. Ngày 9 tháng 4 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với huyện Vĩnh Cửu và xã Vĩnh Tân tiến hành kiểm tra, xác minh phản ánh của người dân về việc hai công ty hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Có thể nói, vấn đề ô nhiễm môi trường của công ty Môi trường Thanh Tùng 2 và công ty Môi trường Thiên Thanh đã diễn ra nhiều năm và đang là sự việc khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép hoạt động cho hai công ty này có đúng quy định vì khoảng cách giữa nhà máy và người dân quá gần nhau, không đảm bảo khoảng cách tối thiểu. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tỉnh Đồng Nai trong công tác quản lý nhà nước về môi trường đối với hai công ty môi trường này ra sao? Các cơ quan chức năng có thấu hiểu nỗi bức xúc vì ô nhiễm môi trường của người dân nơi đây hay không? Công ty Môi trường Thanh Tùng 2 và công ty Môi trường Thiên Thanh có bị kiểm tra, xử lý và tạm dừng hoạt động theo quy định? Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong các phóng sự tiếp theo.